ở tập trước vì lo lắng Toàn sẽ tìm ra Linh, nên ông nội có ý định dẫn Linh lên Sài Gòn để trốn ở nhà của một người bạn. Đúng lúc đó Toàn lại biết chỗ ở của Linh thông qua một người bên hội phụ nữ. Ông nội giấu hết cả nhà chỉ sợ càng nhiều người biết thì lại không tốt. Cả nhà thì lại nghi ngờ ông nội dẫn nhân tình bỏ trốn lên Sài Gòn. Mặt khác, sau khi biết chỗ ở của Linh, Toàn đến gặp Linh. Lần này Toàn không đánh mà rất nhẹ nhàng khuyên bảo Linh về nhà. Linh không đồng ý, Toàn vẫn chấp nhận cho Linh đi theo con đường của mình chọn. Khi ông nội với Linh vừa định bỏ trốn thì Toàn ngăn lại. Thì ra Toàn không muốn cho Linh đi, Toàn muốn bắt tại trận Linh và ông nội có giằng díu với nhau. Thấy được cả nhà Long đang đến, bèn dùng khổ nhục kế quỳ lạy van xin để cho người nhà Long thấy thương mà đứng về phe của mình. Trước mặt nhiều người thì Toàn lúc nào cũng tỏ vẻ mình là một người hiền lành, nhưng sau khi về nhà lại là một người hoàn toàn khác. Được ông nội kể hết mọi sự việc, cả nhà đều biết mình đã trách lầm ông nội và cũng biết được Toàn là một người như thế nào. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài vì nó không thể đánh giá đúng bản chất thật bên trong. Má biết không, lần đầu mà anh Long giới thiệu anh Toàn cho con á, trong mắt con nhìn anh Toàn giống như là sói ca trong chuyện ngôn tình á. Con đâu có ngờ. Không có riêng gì con đâu, mà cả xóm này đều bị nó gạt hết á. Đúng là không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong được á. Dạ đúng rồi đó, phụ nữ là để nâng niu, để chiều chuộng. Người ta có câu đừng bao giờ đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa. Trong khi đó chị Linh đang mang thai nữa. Anh Toàn có những cái hành động thô lỗ như vậy không thể nào chấp nhận được. Bởi vậy con nha An, nhà còn có mình con à, lựa chọn cho kỹ càng. Để mai mốt hả, chọn không tốt, gặp một người chồng giống như Linh á là khổ cả đời luôn đó. Nhớ nha. Út Út, con có làm gì Út buồn không? Không, Út là chỉ dặn cháu Út thôi, sợ nó khổ, chứ nói gì con đâu. Nhẹ nhẹ lòng rồi, đỡ lo. Nhưng mà cái cách nói chuyện của Út á, làm con nhói nhói người nhột quá Út. Không nổi. Sao rồi anh hai? Sao rồi ba? Không thể chấp nhận như vậy được. Để cho con Linh về với thằng Toàn, kiểu gì nó cũng đánh đập con nhỏ nữa thôi. Hay là mình trình báo chuyện của con Linh đó ba, với hội phụ nữ đi, để cho chính quyền người ta can thiệp hả ba? Con nghĩ là chị Linh nên chủ động ly hôn. Cái quan trọng là chị Linh có dám làm điều đó không? Bây giờ á, mình có làm mọi cách để cứu chị Linh mà chị Linh chỉ không dám dùng lên thì cũng chịu à. Thôi, đừng có bàn nữa. Bây giờ nghĩ cách làm sao mà cứu nó cho nhanh đây nè. Cách mà. Trong nhà mình á, người mà có nhiều mưu kế nhất á, chỉ có một thôi. Được rồi, con có một cách. Linh ơi. Ủa chị Thơm hả? Chị có chuyện muốn hỏi em một chút nè. Dạ dạ, vô nhà đi chị. Có chuyện gì không chị? Trời ơi, bầu bì mà không nghỉ đi làm cực vậy em. Có gì đâu chị, mấy này em quen rồi. Chị hỏi em nè, thấy dạ, hàng xóm đang giềng á, người ta nói chồng em bạo hành á, chị không có tin. Vậy hôm nay chị xuống xác minh xem có đúng không? Đâu có đâu chị, chồng em anh thương em lắm à, làm gì có chuyện anh đánh em. Không đánh hả? Dạ. Mà sao chân tay em bầm dập vậy? Cái này là do em bất cẩn quá, với lại mình mẩy em da nó độc lắm, đụng đâu cũng bầm hết trơn á, không có gì đâu chị. Dạ. Dạ. À, với lại chị hỏi này tế nhị chút nha, em phải nói thật đó. Hàng xóm á, người ta nói em á là vợ nhỏ con Hiếu đúng không? Ai mà nói ác mồm ác miệng vậy chị? Ông Hiếu ông tốt lắm, ông giúp đỡ em nhiều lắm. Với lại hả, ông đáng tuổi cha tuổi chú em mà, đừng có đồn vậy, tội nghiệp ông nha chị. À, nếu phải thôi, chị là bên hội phụ nữ, nếu mà chồng em á có bạo hành hay là làm gì em á, em cứ nói với chị nha, chị sẽ bảo vệ em á. Dạ em cảm ơn chị. Chị Thơm, có chuyện gì vậy em? Dạ chị có nghe hàng xóm người ta nói á là em bạo hành vợ em, chị không có tin, thì hôm nay chị xuống mà thấy bé Linh nó nói vợ chồng em hạnh phúc lắm mà. Dạ cảm ơn chị đã quan tâm vợ chồng em. Vậy thôi không có gì thì chị xin phép chị về nha, hai đứa đẹp đôi lắm á. Dạ, cảm ơn chị. Về nha.
làm tốt lắm. Linh ơi, Linh. Chị qua đây chi vậy? Chị có chuyện muốn bàn với em nè. Em sao rồi? Toàn nó đánh em hả? Dạ không có, cái này là vết thương cũ thôi à. Chị đi về đi. Chị nói nghe nè, em như vậy, nó đánh em như vậy, em vùng lên đi, anh em mạnh mẽ lên. Không có đâu chị, anh Toàn á, bình thường anh nóng tính thì anh hay vậy thôi, chứ còn mà không có anh cũng thương em lắm. Tại vì em làm sai nhiều quá nên anh mới đánh em thôi. Đi về đi chị, đi về giùm em đi chị. Không sao, chị làm xong cái hồ sơ đây rồi, em với chị đi lên xã, báo chính quyền liền. Thôi chị đừng có làm lớn chuyện chị. Anh Toàn anh biết được anh giết em chết. Bây giờ em không có màng cái chuyện gì hết trơn, bây giờ em sống với anh, em nhịn ảnh là được rồi. Anh lo cho con em chị ơi, chứ em mà thoát khỏi ảnh một cái là em không có tiền lo cho con em. Em lo cho con em là em phải lên báo chính quyền với chị. Chứ mà lỡ mai mốt đứa trẻ ra rồi có một người ba như vậy. Không có đâu chị, ảnh hưởng đến tâm lý nó lắm. Chị đi về đi, em nhịn được, em nhịn em sống một mình ở đây được. Chị đi về giùm em cái đi. Chị không về giùm em đó chị. Gia đình tôi có ý giúp cô mà cô không muốn thì thôi. Thôi tùy cô á, làm ơn mất oán à. Bực cái mình. Có chuyện gì nữa vậy? Dạ bên nhà ông Hiếu nhờ chị qua đây chỉ làm cái tờ giấy mà nhận em làm con nuôi, nhưng mà em không có chịu mà mấy cái này thiệt á, người ta đã không chịu rồi mà cứ lì lợm hoài à. Không có gì đâu anh. Em biết được vậy là tốt, kể từ nay đừng có giao du với những người bên nhà đó nữa. Dạ em biết rồi. Anh Long, dậy đi. Sớm mà em. Anh có biết mấy giờ rồi không? 9, 10 giờ rồi. Không kệ nó, đi ngủ đi, anh nằm ngủ với hai mẹ con nè. Nè, cứ nhậu nhiệt vô là như thế này. Ngày hôm nay biết bao nhiêu là việc ạ. Anh dậy đi. Mệt em quá. Em làm như anh muốn đi nhậu vậy đó. Anh đi nhậu là có gì công gì chuyện chứ bộ. Anh nói em. Anh thiệt nha. Ngày hôm qua anh lên á, chủ yếu mục đích của anh á là tiếp cận với thằng Toàn để coi nó với vợ như thế nào thôi. Ai ngờ hèn, không dám đi. Em nói anh nghe. Em là không có cấm anh nhậu, nhưng mà ở đây có má, có ông nội. Má anh còn như thế này nữa, mai mốt về nhà trên Sài Gòn anh đi nhậu kiểu này, em với lại con ở nhà như thế nào đây hả? Em làm sao vậy? Hôm qua đi nhậu là anh xin phép em đàng hoàng chứ bộ, đâu phải anh đi khơi khơi đâu. Em có đồng ý mà. Sáng đang ngủ cầm ràm mệt quá. Nếu mà anh thấy em cầm ràm á thì em không nói nữa. Em xin lỗi. Ủa, chào ông. Làm gì mà ngồi ở đây một mình vậy con? Ăn uống gì chưa? Chưa. Trời đất ơi, có chuyện gì vậy con? Sao khóc vậy hả? Mẹ con không có khóc. Trời, không có chuyện gì mà sao lại khóc vậy? Có phải thằng Long nó làm gì con không? Dạ không có. Hả? Bay mà mất. Chắc chắn là nó rồi chứ không may á. Long. Dạ. Mày đâu rồi? Dạ. Dạ nội kêu con nội. Có chuyện gì nữa? Mày làm cái gì đây? Mày làm cái gì mà nó khóc như vậy hả? Con đâu có làm gì đâu nội. Mày không làm gì, mày nhìn đi, giọt ngắn giọt dài như vậy nè hả? Con thật sự không biết. Nói. Dạ tối qua con đi nhậu với bạn bè về trễ rồi, sáng nay dậy trễ xíu rồi vợ con nói lại chút xíu à nội. Nhà này không có cái mửng. Đàn ông con trai đi nhậu bê tha về rồi làm cái vợ con khóc lóc như vậy nghe chưa?
Dạ con biết rồi nội, để từ từ con sửa nội. Dạ. Từ từ là bao giờ? Mày phải thay đổi ngay và luôn. Nhà này không có cái bẩn đàn ông con trai đi nhậu bê tha về rồi bắt nạt vợ con khóc lóc như vậy. Con sao dám bắt nạt cổ? Cổ bắt nạt con thì có. Như vậy mới quản được mày. Anh ăn sáng anh. Thôi được rồi, hôm nay anh có cái hẹn phải ký hợp đồng. Mấy bữa nay hẹn ổng rồi mà không có gặp được. Anh ăn đi ngon lắm. Anh không có thời gian đâu, em ăn đi. Ăn đi, bánh bánh mì với ốp la ngon lắm. Tôi đã nói tôi không ăn rồi mà. Lại nhảy hoài vậy, muốn ăn đòn hả? Mất cả buổi sáng của tôi. Mì ngon mà không ăn. Alo, anh Sơn hả? Cái thủ tục của miếng đất đó tôi đã chuẩn bị xong cho anh hết rồi. Bây giờ chỉ cần gặp mặt ký tên là xong rồi nha. Em thông cảm cho anh đi, dạo này anh bận lắm, không gặp được đâu. Ủa sao kỳ vậy anh Sơn, sao dạo này anh cứ tránh né tôi hoài vậy? Công việc nhiều lắm ơi, uống ly cà phê cũng không xong nữa nè. Thôi anh cấp máy nha, anh chào em nha. Thiệt tình, uống ly cà phê cũng không xong. Anh Sơn. Ủa? Đi đâu đây? Ngồi uống cà phê chờ anh chứ đi đâu. Ủa, ngồi sát bên kia gọi điện thoại chứ vậy? Tại mới đạp cạc gọi cho nó bất tiện. Nói chứ trời ơi, sao dạo này tránh né tôi hoài vậy? Giờ này anh bận lắm em ơi. Biết là anh bận rồi cho nên là mọi thứ thủ tục của miếng đất là em đã chuẩn bị sẵn cho anh hết rồi nè. Đây, bây giờ anh chỉ cần ký tên vô đây là xong ha. Mọi cái thủ tục còn lại là để em lo cho anh từ A đến Z nha. Cái miếng đất này chắc anh không mua được đâu em ơi. Sao kỳ vậy anh trời? Anh rõ ràng là từ đầu anh nói là anh thích miếng đất này, em đã chạy hết mọi thứ để em lo cho anh thủ tục, thậm chí em cũng đặt cọc trước cho anh luôn rồi đó. Bây giờ anh trở quẻ cái này là chết em luôn á. Em thông cảm cho anh đi, anh như nghe đồn cái miếng đất này nó có ma. Ai đồn bậy bạ vậy? Tôi sống ở đây đó giờ làm gì có chuyện mà miếng đất này là hoàn toàn sạch, đất sạch luôn, không có ai chết hết trơn á. Anh đầm ăn mà đất nghe cái vậy anh đặng đâu được, với lại vợ của anh nó nhát lắm, anh đâu yên tâm ở cho nó ở nhà một mình đâu. Trời, giờ anh nói gì mà bây giờ cọc miếng đất là tôi đã đặt cho anh rồi, bây giờ anh trở quẻ vậy là chết tôi luôn anh Sơn. Bây giờ anh cứ ký trước đi ha, còn vụ mà có người chết thì để tôi sẽ điều nghiên lại. Mày yên tâm đi, không có vụ có người chết đâu. Không, anh suy nghĩ lại rồi, anh không có mua đâu. Cảm ơn em đã hỗ trợ anh tìm miếng đất này nha. Thông cảm cho anh nha, cà phê này để anh tính tiền cho nha. Em trai, tính tiền bà này cho anh nha. Còn cái vụ cái hợp đồng miếng đất. Anh đi ra đi. Anh Sơn. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cậu, tôi nhìn sắc mặt cậu không được tốt. Chắc gia đình có chuyện không vui đúng không? Nên dẫn tới cái chuyện làm ăn của cậu thất bại. Cô Lai, tại sao biết chuyện gia đình tôi? Thì tôi chỉ coi tướng thôi. Tôi nhìn tướng cậu tôi đoán á, hình như là cậu còn đang ở với một người đàn bà kỵ tuổi. Mà sắp tới đây nè, cái người đàn bà này sẽ mang một cái bệnh lạ nữa đó cậu. Bệnh gì? Cái này là thiên cơ, tôi không có tiết lộ được đâu. Nhưng mà cậu ơi, tôi khuyên cậu một điều nè, cố gắng mình lo cho gia đình. Người ta nói á, cuối cùng gia đình cũng là đích đến để cho mình trở về. Chúc cậu may mắn. Gặp chuyện gì đâu. Xin lỗi bác sĩ, tại thấy cưng quá. Cưng nha bác sĩ ha. Dạ con trai con gái vậy bác sĩ? À quên, mới có 1 tháng mấy làm sao biết được trai gái ha. Nhưng mà em bảo đảm luôn á, con trai hay con gái gì á, con em cũng đẹp lắm. Này em bảo đảm thiệt. Mà con trai con gái gì em cũng thích hết trơn á. Thời buổi này không có mà chuyện mà nữ sinh ngoại tộc đâu, trai gái gì em cũng thích. Chị mong muốn của em bé lắm hả? Dạ mong muốn chứ. Trời ơi, em mê con nít nha, chồng em còn mê hơn nữa. Bởi vậy nhà em mong có đứa con này lắm. Ôi cục cưng
Bác sĩ biết không, là mẹ là một cái thiên chức nó thiêng liêng lắm. Trời ơi con mình nha, bây giờ em cảm nhận được nó đang đập ở trong bụng em nè. Cái bắt đầu nó lớn lên từng ngày, cái nó đạp em giống như là nó giao lưu nói chuyện với em vậy đó. Cái bắt đầu mình sinh nó ra nha, ôi lúc mà có tiếng khóc chào đời, nó nhìn em nha, trời ơi mê chết luôn, con của mình ôi muốn khóc luôn á bác sĩ. Xong rồi cứ mình thôi, cứ ngày ngày mình đưa nó nè, mình ầu ơi mình đưa nó ngủ á, cái lúc nó ngủ bác sĩ ơi, ví dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gình khó đi. Trời ơi lúc đó nha bác sĩ, nó nhắm mắt lại như một thiên thần bác sĩ ơi, mê chết luôn. Rồi tới lúc mà nó biết lật nha, xong rồi cái nó biết bò á, ủa nó đi tập tửng. Trời ơi lúc đi tập tửng nha, nắm cái tay nó mình đi nha, ủa nó níu cái tay mình, ôi xúc động dữ lắm. Cái lúc mà xúc động nhất á, em rơi nước mắt luôn, mà là cái lúc mà nó kêu cái tiếng mà mẹ ba đó, nó kêu ba trước. Trời ơi mê, ủa lúc đó là thiệt không có nước non nào mà kể nữa hết á bác sĩ, xúc động khóc luôn á. Chị được mấy bé à? Dạ đứa đầu, dạ con So đó. Hả, sao chị có kinh nghiệm vậy? Dạ thì một phần là em coi trên tivi á, phần là em tưởng tượng ra, chứ lại trời ơi có con rồi ha, là thiên chức người mẹ tự nhiên nó bộc lộ là biết hết à. Ha con ha. Sao bác sĩ? Giờ chị nghe tôi nói nha. Dạ. Là trong cái kết quả này chị không có thai. Đúng rồi, trời ơi bác sĩ làm như em không biết vậy. Dạ gì bác sĩ nói vậy em không hiểu. Em mà thèm chua này nha, em còn bị trễ tháng nữa, chứ là em có chồng rồi làm sao không có con được. Cái này á là do chị mong muốn của em bé quá nên là tâm sinh lý của chị bị thay đổi. Bình thường á thì chị thèm ăn này, chị buồn ói này, rồi chị buồn ngủ này, bồn chồn khó chịu này, ra cái hiện tượng là chị có thai giả. Nhưng mà sức khỏe em thì sao bác sĩ? Sức khỏe chị thì bình thường. Có nghĩa là em vẫn có thể có thai được đúng không? Đúng rồi, em vẫn có thai bình thường. Sớm hay muộn thôi. Okay. Có thai được là mừng, có sức khỏe tốt là được rồi. Ừ. Dạ không sao. Ba ơi, con có đi trình báo với hội phụ nữ rồi, nhưng mà người ta không có tin. Người ta nói là người ta xuống xác minh rồi, gia đình của cậu Toàn á, sống rất là hạnh phúc. Con cũng qua nói chuyện với chị Linh rồi nội. Con khuyên chị Linh là bỏ anh Toàn, nhưng mà chị Linh không có chịu. Không biết cái thằng đó nó làm gì con nhỏ, con nhỏ lại cam chịu tới như vậy. Nội, thôi con nghĩ bỏ đi nội. Mình muốn cứu giúp người ta mà người ta không chịu thì thôi, chứ mà làm quá mất công là nghi ngờ được. Trước đó nội cũng bị người ta nghi ngờ là quen với cô ta rồi. Đúng quá nội, người ta không muốn mình xen vào chuyện của người ta thì thôi nội, đừng có xen vào nội. Nhưng mà nội lo lắng cho con nhỏ Linh lắm, không thể nào mà cho nó sống với một thằng vũ phu như vậy được. Thì tụi con cũng đâu có muốn đâu, cũng muốn cứu giúp lắm đó chứ. Nhưng mà giờ chẳng lẽ giờ chạy vô nhà của ta rồi là hốt cô ta ra. Trời, cái đó là vi phạm đó nội, là không được đâu. Mà thôi, chuyện này để con lo, con sắp xếp kế hoạch xong rồi con sẽ nói cho nội biết. À, vậy nội yên tâm là cái gì? Vợ con là mưu trí đầy đầu. À mà gì nội, sao nãy giờ không thấy con bé An lại cô nó đâu vậy? Bé An nó đưa cô nó đi khám thai rồi ba. Đâu, bây gọi điện hỏi thăm nó thử coi. Dạ. Ủa, kết quả làm sao rồi em? Không có. Thiệt. Bác sĩ nói ha, là tại vì em là ha, là vui mừng quá độ rồi mong muốn có con quá độ nên dẫn tới cái hiện tượng là có thai giả thôi chứ chưa có. Ê, nhưng mà không, ý là chưa có thôi, chứ là sẽ có nha. Sức khỏe của em tốt, không có bị chứng lép đâu à. Thôi nha chị, người ta có chồng rồi mà lo, chút về vậy nghe. Hỏi nhiều nói mình lắm chưa. Thôi mà con, đừng có khóc nữa, nước mắt có giải quyết được cái chuyện gì đâu. Gia đình anh Tuyên á thì chỉ có mình anh à, mà con lại mắc cái bệnh này nữa. Con sợ gia đình anh ấy không chấp nhận con đâu cô. Bình tĩnh đi, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết hết á. Cách gì cô? Mẹ anh Tuyên nhiêu tuổi rồi? Sao cô lại hỏi chuyện đó? Thì cứ trả lời đi, cô có cách giải quyết mà. Năm mấy á cô?
Vậy thì khó rồi. Là sao cô? Cô định kêu mẹ anh Tuyên đẻ thêm đứa nữa. Cô, giờ này cô còn giỡn nữa. Giỡn cái gì? Thì bây giờ con đẻ chưa có được, mà bây giờ bí quá thì phải làm liều. Coi là cô bên nhà có chịu đẻ thêm đứa nữa không thì đỡ. Ủa? Thôi, không được thì thôi. Có định nói cho anh Tuyên biết không? Con không biết phải nói với anh Tuyên như thế nào nữa. Cô nghĩ là con nên nói cho anh Tuyên biết đi. Nếu nó thương con thật lòng thì nó sẽ chấp nhận thôi. Với lại nãy bác sĩ cũng nói rồi, con là bị trứng lép, là khó có con chứ không phải là không có được. Cô đừng nói cho anh Tuyên biết nha cô. Và cả người nhà nữa. Cô đừng nói cho ai biết nha cô. Cô hứa với con đi cô. Con nhỏ nè. Thôi được rồi, cô giữ bí mật cho, không nói với ai hết. Sống để bụng, chết mang theo. Anh mới về nè. Có mua đồ ăn cho em nè. Em nghe anh nói gì không vậy? Quá đáng lắm rồi nha. Anh mua đồ ăn về cho em mà không một tiếng cảm ơn hả? Linh! À, đừng đánh mà đau mà. Bình tĩnh. Bỏ xuống. Nghe là anh, bỏ cái này xuống. Nguy hiểm nha. Nha, nghe là anh. Bỏ xuống. Nguy hiểm, bỏ xuống. À. Bình tĩnh nha. Anh đâu có đánh em đâu nha. Anh còn mua đồ ăn về cho em nè. Bình tĩnh. Đừng đánh. Rồi. Không có đánh nha. Anh không có đánh. Nè, anh còn mua đồ ăn về cho em nè. Nha, ngoan nha. Đồ ăn hả? Anh mua đồ ăn về cho em nè. Ăn. Đói quá, ăn lẹ lên. Tôi nhìn tướng cậu tôi đoán á, hình như là cậu còn đang ở với một người đàn bà kỹ tuổi. Mà sắp tới đây nè, cái người đàn bà này sẽ mang một cái bệnh lạ nữa đó cậu. Bệnh gì? Cái này là thiên cơ, tôi không có tiết lộ được đâu. Em đi chơi giờ trễ như vậy á, rồi ông nội có la không? Không sao đâu. Gan ghê. Đi chơi với anh có vui không nè? Vui chứ. Anh cũng vui quá trời luôn á. Em vui là được rồi. Em cảm ơn anh. Cái gì? Tự nhiên cảm ơn anh à? Mày đã khách sáo nữa chứ. Nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ của anh và trách nhiệm, em hiểu không? Thôi, trễ rồi anh về đi. Anh về nha. Ừ. Anh về à? Về đi. Anh về thiệt á. Anh sao vậy? Về đi. Anh về thiệt luôn á. Ừ. Ủa, kêu về là về đơn giản vậy thôi á hả? Chứ anh muốn sao? Ít ra thì cũng phải trả công anh một cái gì đó chứ. Nè, tính toán với em vậy hả? Không phải là tính toán, nhưng mà xin hơn một cái nha. Thôi, không được đâu. Cho anh hơn một cái đi. Thôi mà. Anh có thích con nít không? Thích sao không trời. Trời ơi, anh thích con nít lắm luôn á. Em cứ đẻ thoải mái đi. Không cần phải suy nghĩ. Em đẻ bao nhiêu anh lo bấy nhiêu nha. Gia đình anh Tuyên á thì chỉ có mình anh à. Mà con lại mắc cái bệnh này nữa. Con sợ gia đình anh ấy không chấp nhận con đâu cô. Cô nghĩ á là con nên nói cho anh Tuyên biết đi. Nếu nó thương con thật lòng á thì nó sẽ chấp nhận thôi. Với lại nãy bác sĩ cũng nói rồi, con là bị trứng lép, là khó có con chứ không phải là không có được. Em sao vậy? Anh nghĩ em dễ dãi vậy hả? An, bình tĩnh. Bây giờ anh nói em nghe nè. Em yêu anh đúng không? Anh yêu em, hai đứa mình yêu nhau, hôn nhau một cái là chuyện bình thường mà. Đàn ông mấy anh, ai cũng vậy hết á. Tôi không biết á, những người phụ nữ ngoài như thế nào. Nhưng mà tôi á,
Tôi không chấp nhận được vậy. Tôi không dễ dãi vậy đâu. Em bị căng thẳng quá rồi đó. Tôi nghĩ là chúng ta nên xem lại mối quan hệ này. An, em nói gì vậy? Dừng lại đi. Em đang sao? Anh buông tay ra. An, cái gì ta? Kỳ trời. Mới đi chơi mới cười vui vẻ xong luôn á. Xin hôn có một cái đòi chia tay. Phụ nữ khó hiểu thiệt. À, em đang làm gì vậy? Em nghe nhạc thôi à. Anh ra ngoài. Ra ngoài. Ờ. À, cho anh nghe với. Thôi, em nghe mấy cái bài bầu. Anh biết cái gì? Ra ngoài. Ờ. Cái gì nữa? Không có gì. À, Quyên nè. Em giấu anh cái gì hả? Anh không phải gì hết mà. Tại vì anh thấy mỗi lần mà anh hỏi em về cái gì á, em cũng nói là em đang nghe nào là cái gì mà thai giáo rồi cách dạy nuôi con. Rồi em nói em nghe nhạc để cho con nghe nhạc. Mà mỗi lần anh muốn chia sẻ, anh muốn nghe cùng với em á, em không cho anh nghe. Nó cũng là con của anh mà. Anh không tin em hả? Em không có. Không có là tốt rồi. Anh nằm ngủ ha, anh buồn ngủ quá. Anh vô ngủ đi. Em đi ra ngoài. Ngủ. Chắc chắn là đang giấu giếm mình cái gì đó. Giường luôn hả? Em không có tè. Em nằm mơ. Trời. Em nằm mơ em đi vệ sinh. Em đi vệ sinh xong em còn đi bơi nữa. Nước quá trời luôn. Thôi. Thôi dơ. Đi tắm thay đồ giùm tôi một cái. Thôi đồ này đẹp. Đồ này là đồ đi bơi. Còn một lát nữa mình đi vệ sinh nữa. Là đồ đi bơi là mặc đồ này em muốn thay. Đúng không? Nát quá. Trời ơi là trời. Não của ngày đó. Đúng không sợ não con này chết luôn. Dỗn đúng một cái đó. Anh không hiểu tại sao mà trong ngôi nhà này lúc nào cũng sai hết trơn. Anh làm cái này cũng kêu sai, anh làm cái nọ em cũng kêu sai. Anh xem điện thoại thì em kêu là xem điện thoại nhiều có hại sức khỏe, có hại cho mắt. Còn em suốt ngày có điện thoại thì không sao hết. Anh không nói nữa đâu. Mất công em nói là anh
đàn ông mà xét nét. Em không tin là anh yêu em thật lòng. Ừ, lúc mới yêu thì có, tôi tin tưởng anh. Nhưng mà sau khi thấy anh Toàn đánh đập chị Linh thì tôi không tin tưởng vào đàn ông nữa. Anh đi về đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Anh đi về đi. Không, anh không về. Ông nội cho anh 1000 ngày nữa, anh không về. Tôi nói là anh đi về đi. Không, An. Bây giờ anh Hai mới gặp chị Hai. Điêu à, tại sao đi ngoài tình như vậy? Có hỏi luôn rồi. An, nghe má hỏi nè, con có tâm sự gì, có chuyện gì giấu má đúng không? Con làm gì có bí mật gì đâu má. Không có cái gì, sao tự nhiên con đòi chia tay thằng Tuyên? Thích coi biểu diễn chơi nè. Cậu gã là không ai không trả. Mà vô cậu giả là nó lạ. Cậu cả là con thằng xã. Cậu cả là anh chơi tá lạ. Cậu cả là con đó lạ. Không, tao biểu mày á, đi theo thằng Tuyên để coi chừng nó. Mà tao không hiểu sao hai tụi bay bây giờ sai xỉn như vậy đó.